Kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Chúng tôi Nguyễn Hữu Ca đang có mặt đêm ra mắt sách của Chiến Hữu Quỳnh Công Ánh. Thưa anh, ông vui lòng tự giới thiệu với khán giả đài truyền hình SPTN trên toàn cầu. Trước hết thì chúng tôi xin kính chào anh Khang, và nhân đây Quỳnh Công Ánh xin kính gửi đến quý khán thính giả của đài SPTN lời chào thân mến. Thưa ông Ánh, ông có thể vui lòng cho khán thính giả đài truyền hình SPTN trên toàn cầu được biết nguyên do nào thúc đẩy ông cùng tham gia vào tổ chức Hội của Tù nhân Chính trị, và ông cũng là thành viên của Hội Phong trào Hương Cây Việt Nam. Thưa, cảm ơn Nguyễn Hữu Cang. Câu hỏi thứ nhất đó, lý do nào tôi đã là người đồng sáng lập viên Tổng hội Cựu Tù nhân Chính trị Cộng sản Việt Nam, và đến nay đã 33 năm và chúng tôi có 37 khu hội khắp nơi trên thế giới. Cái động lực mà khiến tôi phải sáng lập là việc sau cuối năm 80, năm 81 tôi định cư Hoa Kỳ. Thì tôi, cái ước mơ của tôi khi tôi chạy trong rừng là tôi mong tôi được sống để khi ra hải ngoại tôi giống tiếng chuông cho khắp nơi để biết rằng là những bạn tù của chúng tôi, những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang quằn quại trong các trại tù khắp từ Nam chí Bắc, và để nói cho đồng minh họ biết rằng là đồng minh của họ đang bị bỏ rơi. Đó là lý do tôi sáng lập ra Tổng hội tù. Và từ khi tổ chức tôi là giống lên tiếng chuông, mà muốn giống lên tiếng chuông là phải có văn nghệ sĩ. Đó là lý do thứ hai mà tôi phải thành lập Phong trào Hương ca Việt Nam, dùng gồm những văn nghệ sĩ, những nhà thơ, những nhà báo, để họ chuyển tải cái thông điệp từ trái tim của tôi. Và trái tim của tôi là ước mơ làm sao cho nhân loại, làm sao cho những người hải ngoại biết rằng bạn tù chúng tôi đang quằn quại, đang chết dần mòn trong tù. Và đó là lý do chúng tôi đã phối hợp với 5 người đầu tiên sáng lập là Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Huỳnh Công Ánh, Châu Đình An, Phan Đình Tấn, v.v. để thành lập cái phong trào Hương ca Việt Nam. Và chúng tôi đã hoạt động trong khắp thế giới, nơi nào có người Việt là chúng tôi đến. Ông Huỳnh Công Ánh là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã bị tù đầy cải tạo sau tháng 4 năm 1975, nhưng sau đó đã vượt biển đến bến bờ tự do. Tuy vậy, ông không bao giờ quên quê hương Việt Nam và không ngừng tranh đấu chống Cộng sản ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ. Kính thưa quý vị, báo sự tạm chấm dứt ở đây. Nguyễn Hữu Cang kính chào và xin hẹn lại có cuộc kế tiếp.